Thưa quý vị, một miền Trung xinh đẹp là thế, nhưng lại phải gánh chịu những khắc nghiệt của thiên nhiên. Đã bao lần mảnh đất này oằn mình trong cơn bão dữ, cũng là bấy nhiêu lần lặng chìm dưới dòng nước lũ. Đã bao đời gồng mình chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Sau 21 năm, trận lụt lịch sử lặp lại với nhiều con số và thiệt hại vượt qua cả đỉnh lũ của năm 1999. Và ngay bây giờ trên sân khấu này, chúng tôi sẽ tái hiện một câu chuyện có thật ở miền Trung trong những ngày vừa qua qua ca khúc vô cùng xúc động, ca khúc Lũ Đêm, biểu diễn Ngọc Ánh, violon Quỳnh Trang.